Ở khu vực châu Á, Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển, được xem như là một trong những con rồng của châu Á. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xứ kim chi xinh đẹp này còn tạo ra được một làn sóng văn hóa Hàn Quốc có sức lan truyền và tác động mạnh mẽ tới các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong những năm gần đây, nền kinh tế châu Á đã có những bước tiến đáng kể về sự tăng trưởng ngoạn mục của các quốc gia trong khu vực, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay, kinh tế châu Á dường như đang nỗ lực vượt lên chính mình, khắc phục mọi khó khăn để nâng cao vị thế của mình hơn nữa trên trường quốc tế. Vậy nguyên nhân nào giúp cho các nước châu Á từ những cơ sở kinh tế thấp kém đã trở thành các quốc gia công nghiệp hóa thần kỳ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi phương Tây phải mất hàng thế kỷ để có được những thành tựu đó? Câu trả lời có lẽ nằm trong những chính sách chiến lược tăng trưởng kinh tế mà các quốc gia phương Đông đã áp dụng. Đói nghèo là một hiện tượng kinh tế xã hội mang tính chất toàn cầu, không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn tồn tại ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, thể chế chính trị xã hội và điều kiện kinh tế của mỗi quốc gia mà tính chất, mức độ nghèo đói ở mỗi quốc gia có khác nhau. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, khoa học và công nghệ luôn có vai trò hết sức quan trọng. Ở nước ta, vấn đề này đã được Đảng khẳng định trong Nghị quyết Trung ương số 37 của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật và được khẳng định trong văn kiện các đại hội Đảng cũng như trong nghị quyết chỉ thị của Trung ương. Sự đóng góp của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững được thể hiện ở các khía cạnh của đời sống xã hội. Châu Á được biết đến là cái nôi của văn minh phương Đông nói riêng và của thế giới nói chung. Châu Á với các nền văn minh cổ như Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà đã tạo ảnh hưởng đến hầu khắp xã hội phương Tây suốt thời kỳ cổ trung đại. Bước sang thời kỳ cận đại, hiện đại, trên thế giới nổi lên làn sóng toàn cầu hóa, diễn ra trên bình diện rộng, các quốc gia đều hướng tới mục tiêu chung, hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Các quốc gia châu Á cũng đang dần xích lại gần nhau, hợp tác cùng nhau phát triển. Sự đoàn kết hợp nhất các quốc gia trong tổ chức khu vực sẽ đưa châu Á tiến lên tầng cao mới, và đây là điều các quốc gia châu Á sẽ hướng đến trong tương lai. Chuyên đề môi trường ở châu Á tập trung vào mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường, giúp sinh viên có cái nhìn khái quát về thực trạng môi trường của châu Á, có những hiểu biết cơ bản về chính sách, các biện pháp chủ yếu để bảo vệ môi trường và giảm thiểu những tác hại của biến đổi khí hậu ở một số quốc gia. Nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản ở châu Á, Đức, Anh, Pháp, Hà Lan ở châu Âu đã đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh. Tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững, nhằm đảm bảo nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp những nguồn lực và dịch vụ sinh thái mà đời sống của chúng ta phụ thuộc vào cho thế hệ này cũng như những thế hệ mai sau. Nội dung chính của chuyên đề này là đề cập tới khái niệm về tăng trưởng xanh, tình hình thực tế tăng trưởng xanh ở một số quốc gia trên thế giới. Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh nhằm mục tiêu cùng hành động để xanh hóa ASEAN, làm hạt nhân cho quá trình xanh hóa nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, hơn 70% dân số gắn với nông nghiệp chiếm 22% GDP. Đây là ngành kinh tế liên quan đến an sinh xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, giúp Việt Nam vượt qua các cuộc khủng hoảng từ thời kỳ đổi mới đến nay. Việc áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã đạt được khá nhiều thành tựu. Nhiều vùng trên cả nước đã ứng dụng trên quy mô lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, cao nguyên Mộc Châu, Lâm Đồng, đã sản xuất được khối lượng nông phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường.
Ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2013 tại Singapore, Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới khu vực châu Á năm 2013 đã được diễn ra với các tham luận chủ yếu về sức khỏe vì sự phát triển bền vững tại châu Á, tập trung vào 4 lĩnh vực là ảnh hưởng của y tế đối với nền kinh tế châu Á, những phát minh trong lĩnh vực y tế tại châu Á, hỗ trợ tài chính về chăm sóc y tế tại châu Á và những mối đe dọa về y tế đang nổi lên tại châu Á. Điều đó cho thấy rằng y tế và sức khỏe luôn là vấn đề hàng đầu cần quan tâm khi tìm hiểu về khu vực. Để hướng tới sự nghiệp xây dựng cộng đồng châu Á chung, có lẽ không thể bỏ qua được việc nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu được sử dụng để giao tiếp, trao đổi và lưu trữ thông tin của con người. Nó là sản phẩm văn hóa giá trị đặc sắc do con người đồng sáng tạo qua hàng ngàn thế kỷ tới nay, có ảnh hưởng và chi phối tới nhiều thành tố văn hóa khác. Việc bảo vệ ngôn ngữ tộc người mang ý nghĩa nhân bản sâu sắc và bảo vệ sự đa dạng ngôn ngữ cũng quan trọng tương đương với việc bảo vệ sự đa dạng sinh học. Cũng như vậy, mất đi sự đa dạng ngôn ngữ tức là mất đi sự đa dạng trí tuệ văn minh nhân loại. Những địa điểm được coi là di sản thế giới là những nơi có giá trị văn hóa hoặc tự nhiên đặc biệt. Được các nước tham gia Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Tự nhiên Thế giới ngày 16 tháng 11 năm 1972 đề cử, được công nhận và quản lý bởi Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Theo công ước này, di sản văn hóa là các di tích, di chỉ có tính chất khảo cổ như công trình kiến trúc, điêu khắc hội họa, văn bản ký tự, là các công trình của con người hoặc những công trình của con người kết hợp với các công trình của tự nhiên, mang giá trị nổi bật toàn cầu về phương diện lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng học. Di sản tự nhiên là các công trình của tự nhiên có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện khoa học, bảo tồn hoặc vẻ đẹp thiên nhiên. Ý thức bảo vệ của cộng đồng cùng sự hỗ trợ của khoa học công nghệ sẽ đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các di sản, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật độc đáo của mỗi quốc gia, khu vực. Quan hệ quốc tế được hiểu là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, chính trị, tư tưởng, ngoại giao, quân sự giữa những quốc gia và hệ thống những quốc gia với nhau, giữa các giai cấp, các lực lượng tổ chức xã hội, quốc tế, chính trị là chủ yếu, hoạt động trên trường quốc tế. Theo dòng lịch sử thế giới đã trải qua rất nhiều thăng trầm với những biến đổi khôn lường. Song, trong hoàn cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là một xu thế lớn. Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, ngày càng lôi cuốn được nhiều nước tham gia. Việt Nam cũng đang hòa nhịp với xu thế chung đó của thời đại. Đây chính là một cơ hội lớn giúp nước ta giao lưu, kết bạn được với nhiều hơn nữa các dân tộc trên thế giới về mọi mặt. Từ đó, cũng chính là dịp để chúng ta học hỏi những kinh nghiệm từ các nước bạn, góp phần phát triển đất nước. Đồng thời, đó cũng là một thách thức đối với nước ta trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc mình, hòa nhập nhưng không hòa tan. Trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp như vậy, các nước châu Á tích cực duy trì hòa bình, ổn định để phát triển. Do đó đã xuất hiện nhiều cơ chế hợp tác về quốc phòng an ninh đa dạng, về đại thể, dưới các hình thức khác nhau. Lợi ích của Việt Nam là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị xã hội của mình, củng cố môi trường hòa bình để phát triển, nâng cao vị thế quốc tế. Vì lợi ích đó, Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác để phát triển, tiến hành chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ đường lối chính sách đối ngoại nói trên, Việt Nam tích cực chủ động tham gia vào các cơ chế hợp tác nói chung nhưng không tham gia các liên minh quân sự, không để nước ngoài lập căn cứ trên đất mình và không đi với bên này chống bên kia. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Trình, chủ nhiệm khoa Đông Phương học, dành một buổi hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong các chuyên đề đã được giảng dạy. Tiếp đến, các nhóm sinh viên lên thuyết trình về các vấn đề có liên quan đến chuyên đề tìm hiểu cộng đồng châu Á. Sinh viên thể hiện được niềm say mê nghiên cứu và yêu thích ngành học của mình.